Em xe bắp. Chị ba dạ. Em cũng muốn cho nhảy vô âm đúng không? Dạ dạ. Vậy em bên lên lên xuống nha. Dạ. Hai bên hướng xếp đồ cho em thôi. Thì tối nay chơi, mai chơi của em rồi. Ở chiếc nha. Dạ. Buồn lắm không? Ủa thì chơi tết luôn, chơi tết luôn. Xuống xong rồi vừa cho em ấy. Có nhiều chưa? Gì? Không. Rồi à. Mình đi thay đổi gì đâu. Mày uống thì tự nhiên thay đổi gì trong da luôn. Để lên mặt em muốn hợp đâu, tại chén cái mặt em nó kiểu như góc cạnh nó nhọn, nó thon á. Để xuống mặt nó càng ngắn thêm. Vô đâu rồi? Được kia là lâu chưa? Lâu. Lâu. Cái đà cắt rồi chưa? Nó bùng đúng không? Dạ. Cái này vẫn vẻ. Điều chỉnh vô nó mốt hay nay hay lên bên tay luôn trời. Cần mấy độ em? 3 độ mấy à? Nghe nghe trời 3 độ. Trời em dính sáp nha lòng. Let's see the. Đẹp phải không? Đẹp phải đâu không? Ok.
đơn giản thôi. Trời, anh gom long xịt hơi nhiều quá. Làm một chim xài lại chứ. Long gì hết kia lại cổ long. Con con mai mua chả nè. Lấy tay đổ vô chắc rồi. Bằng uống cái hơn 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 uống tập kim nữa. Mấy hơn mấy học giờ luôn em. Trời giờ cái tóc. Xì vậy. Xa vậy. Mình chị cảm giác thấy thấy ngán giùm em vậy sao ngán giùm. Rồi nó nhảy lên, anh chạy xuống đi on chưa? Đừng quên, sơ là phải đằng chứ. Sơ phải đằng á. Nghe ngạc 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 mấy quên tiêu kìa. Từ sao mà ngủ như tưởng mình ngắm view rồi. Đau tí nha. Gọi anh trai không? Có ai kể không?
thì quán siêu đã. Đẹp trai em ơi.
rồi. Về xem trái. Để lấy cái này là đến. Ok cho em. Thầy là thay đổi nhiều không? Ngày tối thì mai chơi Noel bá cháy rồi. Ok, chuyện xong rồi. Chú Bình tự nhiên sao? Nhìn kiếm sao? Chơi cũng được không? Thank you.